Kỳ thi căng thẳng đã qua rồi, nhưng lại phải lo hàng triệu đồng để mua laptop. Đừng lo, đã có An Phát trợ giá cho tân sinh viên. Để chúc mừng các bạn tân sinh viên năm 2018 thì An Phát Computer đưa ra chương trình đồng hành cùng tân sinh viên, tặng voucher trị giá tổng cộng lên tới 410 triệu đồng. Năm học mới sắp đến, các bạn tân sinh viên cùng với gia đình của mình bên cạnh những niềm vui khi mà bước chân vào cổng trường đại học thì còn phải lo bao nhiêu chi phí cho đầu năm học mới. Thấu hiểu được điều này thì An Phát Computer đã đưa ra chương trình đồng hành cùng tân sinh viên. Cụ thể, An Phát sẽ tặng voucher trị giá 4 triệu đồng dành cho những sinh viên có tổng điểm 4 môn từ 36 điểm trở lên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những voucher dành cho các bạn sinh viên có mức điểm khác nhau. Và với các bạn tân sinh viên, khi các bạn đến showroom của An Phát tại 49 Thái Hà thì bạn chỉ cần xuất trình chứng minh thư cũng như là phiếu báo điểm thì các bạn đã được voucher này rồi. Thậm chí các bạn không mua hàng, các bạn vẫn được tặng voucher và các bạn có thể sử dụng voucher ngay trong lần mua đầu tiên cũng được. Trường hợp khách hàng dự thi nhiều hơn 4 môn thì chúng ta sẽ lấy điểm của 4 môn cao nhất để tham gia chương trình. Thi được càng nhiều điểm, voucher càng lớn đúng không nào? Chương trình được áp dụng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Vì vậy các bạn, ngay lúc này hãy ghé qua showroom của An Phát để nhận cho mình những voucher cực kỳ lớn. Truy cập vào website của An Phát để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Còn bây giờ thì nhanh chân đến showroom của An Phát Computer thôi các bạn tân sinh viên.